200 suất quà Tết được Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Xuyên Mộc trao cho hộ nghèo trên địa bàn. Giá trị mỗi suất quà là 600.000 đồng do Quỹ Thiện Tâm, tập đoàn viên rớp tài trợ. Đây là những phần quà rất ý nghĩa nhằm đồng hành cùng với các cấp ủy đảng chính quyền địa phương chăm lo động viên cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Xuyên Mộc đón Tết đầy đủ và ấm áp hơn mỗi dịp Tết đến xuân về.